Anh ơi, đợi nó đi cũng quay. Bấm thả cho quên cái đau mà. Một cái tập mà đi đi bắt ốc là ốc chương trình thả ra chứ đúng không? Chứ chỗ đó làm gì có. Gì? Lắp là tập với con gái á. Tiểu Vy á. Chắc bay mới rổ quá. Khách đi đám cưới rồi. Nè, đâu nó động đất á. Mình nó muốn hiền tăng nếu nó mà sinh nhật hiền nó cũng không biết nhật hiền á bữa hiền thấy đen á đang để anh là gì nó là bữa đi sinh nhật nó hỏi sinh nhật hiền mà nó kia không biết. Nắng quá à. Không. Hơi khó chịu có cổ thôi. Này cái tàu lao lắm mới đi một lần này. Tầm tháng rưỡi thì phải. Cả đó đó chứ. Giờ chưa lau ca mày đó. Nãy em lau chưa này? Chưa. Mờ hả? Bông em trời 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 trời
Vậy chị hâm mơ đó chứ đâu mà hầu nồi nó cũng đè gì vậy? Chị tỉnh mà, cái nó lúc đó mình tỉnh lắm đi, mình không có mơ. Nhưng mà cái ngồi lúc đó là cái ngồi dậy. Cái ngồi dậy mở mắt ra đầu cái tự nhiên nhắm lại, mở mắt ra cái nhắm lại thôi. Nghèo quá, đang miên họ cười quá. Ừ, đang làm đi, đang đó. Ừ, Quốc gọi dân Vũ chưa? Chưa à? Hay là để chiều qua nhà luôn? Thôi đây xíu nữa nó nhảy về xong rồi chạy qua nhà không mày? Đang mới mua á? Rồi ok, 12 à? Rồi ok, tí chạy về giờ. Như đã nhiều chị không nấu.